Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ do ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo phá án. Ngày 11 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng do đích thân ông Đinh Văn Nơi, lúc đó là Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nay là Thiếu tướng Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, trực tiếp chỉ huy trên cương vị trưởng ban chuyên án. 62 bị cáo bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc, rửa tiền. Kết quả điều tra thu thập tài liệu chứng cứ xác định tổng số tiền các bị cáo xác nhận đánh bạc với nhau là trên 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó xác định phơi số lô đề gần 408 tỷ đồng. Giá xăng giảm mạnh lần thứ 3 liên tiếp trong vòng 1 tháng. Giá xăng dầu tại kỳ điều hành định kỳ ngày 11 tháng 5 đồng loạt giảm mạnh. Sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng E5 RON 92 xuống không quá 20.131 đồng trên 1 lít, giảm 1.306 đồng trên 1 lít so với giá bán lẻ hiện hành. Xăng RON 953 giảm không quá 21.000 đồng trên 1 lít, giảm 1.320 đồng trên 1 lít so với giá bán lẻ hiện hành. Như vậy, trong vòng 1 tháng, giá xăng đã giảm 3 lần liên tiếp. Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan SCB. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi kiến nghị tại hội nghị ngành ngân hàng góp phần tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh vùng Đông Nam Bộ được Ngân hàng Nhà nước tổ chức chiều 11 tháng 5. Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị sớm có các giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến ngân hàng SCB, nhất là vấn đề trái phiếu. Trước đó, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị SCB phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chủ động bố trí địa điểm tiếp người dân rộng rãi, thông thoáng, cung cấp thông tin giải thích rõ ràng, tuyệt đối không né tránh. Nguyễn Thị Huyền chạm mốc 12 huy chương vàng điền kinh SEA Games. Chiều 11 tháng 5, Nguyễn Thị Huyền đã đi vào lịch sử của môn điền kinh SEA Games khi cán đích đầu tiên với thành tích 56 giây 29, nội dung 40m vượt rào. Đây là tấm huy chương vàng thứ hai của Nguyễn Thị Huyền đạt được tại SEA Games 32. Trước đó, cô cùng Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng và Nguyễn Thị Hằng đã đoạt huy chương vàng tiếp sức hỗn hợp 4x400m. Với thành tích này, Nguyễn Thị Huyền đã có tổng cộng 12 huy chương vàng tại SEA Games, chính thức trở thành vận động viên đoạt nhiều huy chương vàng điền kinh nhất tại đại hội, vượt qua thành tích của Giannichi Indonesia, người đoạt 11 huy chương vàng từ SEA Games 2007 đến 2017.